Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke gia đình. Bộ cấu hình karaoke này thì trị giá là gần 20 triệu đồng các bác nhé. Chính xác là 19 triệu 500 nghìn đồng. Thì với một bộ cấu hình như này thì em có sử dụng một cục đẩy, đó là cục đẩy MXLA650, một trong những cái cục đẩy hai kênh chính hãng, được bảo hành đến tới 1 năm các bác nhé. Cục đẩy này giá rất là rẻ, phá hoại luôn cả những dòng hàng bãi. Cục này hiện tại em đang bán với giá là 4.300.000 đồng các bác nhé. Tiếng rất hay. Đấy. Vang ở đây em sử dụng vang là DBE 510 Flute, một trong những chiếc vang số rất là hay. Đấy, rất là hay. Của DBE Acoustic và được bảo hành lên tới 3 năm. Giá hiện tại của chiếc vang này là 4.100.000 đồng các bác nhé. Con này cho âm thanh ra là 7.1 các bác nhé. Sản xuất là của Made in Chipat, Chipat sản xuất. Và tên hãng là DBE Acoustic. Giá của chiếc vang này là 4.100.000 đồng. Bộ mic ở đây em đang hát, đó là bộ mic Intel U666, một trong những cái bộ mic có dò sóng sạch, 6 số dò sóng sạch các bác nhé. Và bộ mic này bóng tắt sóng cực xa, tiếng cực sạch sẽ. Nếu bác nào đã tham khảo rồi thì bộ mic này em đã test và chất âm cực kỳ tuyệt vời. Giá của bộ mic này hiện tại là 3.500.000 đồng các bác nhé. Loa đây em sử dụng một cặp loa EV-LX112, một trong những đôi bát 30 chắc neo, à chắc kèn, tiếng cực sạch kỳ sạch sẽ, tiếng rất sạch. Đấy. Với một bộ cấu hình như này thì anh em có thể karaoke trong gia đình tầm khoảng độ 20 đến 25 mét vuông. Nếu mà phòng quá rộng thì chúng ta có thể bổ sung thêm súp vào các bác nhé. Bổ sung thêm súp thì cho cái tiếng ca sẽ lực hơn rất là nhiều. Điều đặc biệt ở đây là những sản phẩm này, ba sản phẩm này đều là ba sản phẩm chính hãng các bác nhé. MX Audio được bảo hành 12 tháng, Intel One U66 được bảo hành 1 năm và DBS510 được bảo hành lên tới 3 năm của hãng DBE Acoustic. Đấy, các bác có thể thấy là rất là đẹp, một bộ cấu hình này rất là cao cấp. Rất là cao cấp các bác nhé, rất là chi tiết và đẹp. Đấy, với bộ này thì chúng ta có thể nghe nhạc. Và với con vang này chúng ta có thể cài đặt là 4 chế độ các bác nhé. 4 chế độ karaoke. Có hỗ trợ cổng quang, hỗ trợ cổng quang đầu ra và đầu vào luôn các bác nhé. Con này hỗ trợ cổng quang đầu in và đầu out luôn. Đấy, âm thanh 7.1 sẽ có 8 cái đầu ra, rất là chi tiết. Và có sử dụng đến 4 đầu cắm mic. Còn đây là con cục đẩy, rất là đẹp. Riêng cái cục đẩy này, cục đẩy MX Audio LA650 hiện tại em đang có 2 mẫu. Đó là một mẫu 850 nữa, công suất cao hơn một chút và giá là 5 triệu. Cục đẩy này hiện tại giá là 4.300.000 đồng. Và điều đặc biệt của cái cục đẩy này là quạt rất mát, hầu như không có tiếng động luôn các bác nhé. Không có tiếng quạt gió luôn. Rất là êm, rất êm mái. Rất là êm mái, mượt mà. Chưa nắng cháy, sờ gió đôi xô xong. Đấy, các bác có thể nghe thấy là cái bản thu âm của em từ chính con vang S510 Flute này rất là tuyệt vời, để nói chung là rất là tuyệt vời. Đấy. Bộ mic cực kỳ bắt, các bác chỉ cần để đến 12 giờ tiếng nó rất là hay rồi. Đấy. Với một bộ cấu hình như này rất tuyệt vời, 19.500.000 đồng. Đấy. Rất là đẹp. Có từ ngắt các bác nhé, bộ mic cao cấp có từ ngắt, rất là đẹp luôn, xịn sò. Tất cả đều là hàng mới, bảo hành rất dài, chất lượng rất cao các bác nhé, âm thanh cực kỳ sạch sẽ. Đấy. Mọi chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác nhớ ấn like,
ấn subscribe để nhận những thông báo mới nhất, và ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về video bên em các bác nhé. Rồi ok, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác.